bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chia sẻ nguyên nhân gây ra bệnh cho cơ thể, được chia sẻ bởi chuyên gia dinh dưỡng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản Trung tâm Tư vấn Trung tâm Giáo dục và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng thành phố Hà Nội, ông Phan Bàn. Và trong suốt thời gian chủ giảng của chúng tôi chia sẻ, nếu như các anh chị thấy thú vị thì chúng ta hãy comment vào phần chat. Và các anh chị có bất cứ câu hỏi gì thì chúng ta hãy comment vào phần chat, chúng ta không tự ý bật mic. Vâng ạ, và ngay bây giờ xin mời phần chia sẻ của ông Phan Bàn ạ. Các anh chị chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng sự xuất hiện của ông Phan Bàn. Vâng, xin chào tất cả các quý vị và các bạn có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Buổi Zoom hôm nay là buổi Zoom ngày Chủ nhật. Chắc chắn là chúng ta đã có một ngày nghỉ rất hữu ích rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu để chúng ta tìm hiểu về sức khỏe của chính bản thân mình. Lời đầu tiên thì cảm ơn MC xinh đẹp và năng động của chúng ta đã cho tôi cơ hội giao lưu với hơn 30 các quý vị ở trong phòng Zoom của công ty ngày hôm nay. Và chúc tất cả các quý vị có một sức khỏe tốt, hạnh phúc trong cuộc sống và thành công trong tất cả các công việc của mình. Vâng, như em xin giới thiệu, tôi tên đầy đủ, họ tên đầy đủ là Đinh Phan Bàn. Hiện nay tôi đang sống ở Cầu Giấy, Hà Nội. Và thực tế chắc chắn là rất nhiều các quý vị ở đây là không biết là có quý vị nào ở cái tuổi của tôi không. Đó là tôi 76 tuổi rồi, sinh năm 1946. Và sau khi bộ đội về thì sức khỏe quá yếu, tôi tìm đến những dòng sản phẩm bảo vệ sức khỏe bằng thảo dược. Và chính nhờ đó mà tôi khỏe đến như ngày nay. Như vậy 15 năm nay là tôi không hề bị ốm đau và không dùng thuốc Tây lần nào cả. Không đi viện, bảo hiểm y tế cũng trắng tinh như một tờ giấy bình thường. Như vậy chứng tỏ rằng chúng ta phải hiểu rằng là thực phẩm chức năng, những sản phẩm bảo vệ sức khỏe sản xuất bằng công nghệ cao và bằng những thảo dược thì hoàn toàn có cho ta cơ hội một sức khỏe viên mãn. Và nói về thể lực thì tôi có thể đi xe máy 100 đến 150 cây mà không cần nghỉ đến thời gian này. Như vậy sức khỏe của tôi đến bây giờ tôi cảm thấy không có một bệnh tật gì. Có lẽ là phần lớn là nhờ vào ấy, cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe mà lâu nay tôi đã sử dụng. Năm nay là năm thứ 17, 18 rồi. Vâng thưa quý vị, thì trong cuộc sống hiện nay nó rất nhiều các bệnh tật sinh ra. Và đặc biệt những cái bệnh mãn tính không lây thì chúng ta không thể đề phòng kỹ được. Cụ thể ví dụ như là những bệnh tim mạch là cái số lượng rất là lớn, những người bị tim mạch trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam chúng ta. Thứ hai là bệnh ung thư. Thứ ba là bệnh về hệ hô hấp, tức là phổi của chúng ta. Thứ bốn đó là bệnh tiểu đường. Đây là một cái bệnh rất nguy hiểm mà nó rất dễ biến chứng. Bệnh tiểu đường không chết về tiểu đường mà chết về biến chứng. Và thứ bốn, thứ năm nữa đó là về thần kinh, về mất trí, về cái cảm xúc của chúng ta. Thì đấy là những cái bệnh mà hiện nay mà các nhà khoa học ấy định được là đó là cái bệnh là nguy hiểm nhất và kéo dài cũng như là chiếm đa phần của chúng ta. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ nghiên cứu về cái nguyên nhân cái bệnh. Chúng ta vừa xem cái video clip đã chia sẻ rất nhiều những cái yếu tố mà làm cho chúng ta bị bệnh tật. Và để hiểu kỹ hơn thì hôm nay tôi sẽ xin chia sẻ thêm với các quý vị hai phần. Phần đầu tiên đó là nguy cơ sinh ra bệnh và nguyên nhân của nó. Thứ hai đó là làm thế nào chúng ta tránh được những cái độc tố, những cái chất đấy mà không có lợi trong cơ thể đang vào chúng ta và cơ quan miễn dịch của chúng ta như thế nào. Thì tôi xin các quý vị một tiếng đồng hồ và mong các quý vị chúng ta theo dõi. Đây là một chương trình không phải là cao siêu mà nó thực tế đến với tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta muốn sống khỏe, sống lâu, chúng ta muốn đấy là xã hội chúng ta ngày một đấy ít người ốm đau thì chúng ta cũng chia sẻ những cái ý tưởng này cho mọi người. Đây là mong muốn của tôi, một chủ giảng một hôm nay vinh dự được gặp các quý vị và các bạn. Và bây giờ thì xin các quý vị là tôi sẽ mở cái slide màn hình ra đây ạ. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn là các vị và các bạn ngồi hôm nay ở buổi đây thì chắc chắn là các vị cũng phải quan tâm đến nhiều đến sức khỏe của mình. Chính vì nhiều sức khỏe của mình thì chúng ta mới đến đây đúng không ạ? Còn nếu như chúng ta mà lại không quan tâm sức khỏe ở nhà thì chắc chắn là giờ này chúng ta đang coi tivi rồi. Vậy thì chúng ta hãy bớt chút thời gian ra
Bởi vì sức khỏe của chúng ta thực sự là vàng. Nhưng mà vàng thì có thể mua bán được, nhưng mà sức khỏe của chúng ta thì dù có tiền tỷ, tiền tấn thì chúng ta cũng không mua bán được. Đây là cái panel của tôi. Hiện là tôi đang là phó chủ tịch hội đồng tư vấn trung tâm giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng thành phố Hà Nội, và là một chuyên gia. Bản thân tôi cũng được đào tạo một cách bài bản ở rất nhiều các quốc gia, và tôi có chứng chỉ của chính phủ Mỹ về hành nghề. Và bây giờ thì bắt đầu vào chương trình, tôi sẽ chia sẻ với các vị nguyên nhân gây bệnh của chúng ta có mấy yếu tố. Tương nhiên là có rất nhiều yếu tố, nhưng thời gian có hạn, cho nên tôi chỉ nói 4 yếu tố sau đây, nguyên nhân gây đến bệnh tật đấy ạ. Vâng, đầu tiên là môi trường khói bụi, ô nhiễm nguồn nước. Vâng, thưa các quý vị các bạn, là đất nước chúng ta hội nhập với lại quốc tế, các nhà máy mọc ra rất nhiều và các khu công nghiệp cũng luôn luôn sản xuất. Đương nhiên sản xuất thì có thải ra cái nước, những cái nước thải, và nếu các công ty nào có ý thức ấy thì chúng ta sẽ lọc sau đó thải ra biển ra sông. Tuy nhiên rất nhiều các công ty trốn tránh nghĩa vụ của mình, đó là bảo vệ môi trường, cho nên thải ra rất nhiều các chất bẩn ở môi trường của chúng ta, đó là nguồn nước của chúng ta. Cụ thể gần đây nhất, tức là cách đây mấy năm, thì cái vụ Formosa là nổi danh không những ở Việt Nam mà trên thế giới, đó là môi ô nhiễm môi trường và hàng loạt cá chết ở bờ sông như thế này, các quý vị thấy rất kinh khủng đúng không ạ? Đây là một cái sự việc có thể nói rằng lớn nhất từ trước đến nay đối với môi trường chúng ta. Tuy nhiên không phải là chỉ một vụ Formosa, chúng ta có rất nhiều những cái vụ khác nữa, và đặc biệt là đối với nhân dân chúng ta, cái sự tự giác của chúng ta không nhiều, không cao, cho nên chúng ta thải rất nhiều các rác thải xuống bờ sông, bờ ruộng và ao hồ này, chúng ta không có phân loại rác như thế nào cả, cho nên đấy, nó rất ảnh hưởng đến môi trường chúng ta. Đặc biệt khói bụi của chúng ta nó làm hiệu ứng nhà kính cũng rất là lớn. Những cái đống đạ của bà con nông dân, những cháy rừng, những núi lửa vân vân, thì nó cũng làm cho chúng ta thiệt hại rất nhiều về môi trường, an sinh xã hội. Và đặc biệt đối với lại Việt Nam chúng ta, với 95-97 triệu dân, nhưng số xe máy của chúng ta, chưa nói đến ô tô, thì cũng đã là rất nhiều rồi. Coi như có những gia đình là 2-3 cái xe máy, và những người nào đã biết đi xe máy thì họ sẽ có xe máy. Và xe máy thì không là chạy bằng nước lá đúng không, mà là chạy bằng xăng, bằng cồn, bằng rớt vân vân. Nó thải ra, chưa nói đến những ô tô hết hạn sử dụng, không kiểm nghiệm. Như vậy chúng ta đi ở ngoài đường thì luôn luôn ấy, phải bịt cái khẩu trang đúng không? Nếu về mà không bịt khẩu trang thì chúng ta rửa mặt dù là cái khăn trắng mấy chăng nữa, thì chúng ta cũng thấy đen ngay tức khắc. Đấy là khói bụi môi trường của chúng ta. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể chúng ta, đặc biệt là hít thở không khí, nó vào bộ phận phổi của chúng ta. Và có những bài nói chuyên sâu về phổi thì tôi sẽ nói về cái tình cảnh mà chúng ta bị nhiễm COVID, đặc biệt đấy là bị khói bụi nó ảnh hưởng đến hô hấp của chúng ta như thế nào. Đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Nguyên nhân thứ hai, xin thưa các vị, chúng ta đây nhìn đây rau cỏ và thực phẩm của chúng ta, đó là thuốc kích thích tăng trưởng. Xin thưa các quý vị, nếu chúng ta không có thuốc kích thích tăng trưởng, tôi cam đoan với các vị là một mớ rau muống của chúng ta là 50.000, bởi vì chúng ta không đủ cung, không đủ với cầu. Vì vậy nhà nước vẫn cho chúng ta dùng những cái sản phẩm để kích thích các hoa quả của chúng ta, nhưng nó không độc hại. Tuy nhiên với cái lợi nhuận quá cao khi dùng những sản phẩm mà không được kiểm nghiệm, cho nên chúng ta phun vào những cái bắp cải. Một cây rau cải trước kia chúng ta trồng 2 đến 3 tháng chúng ta mới được đấy, bằng một cái nồi, một cái nồi hay bằng một cái rễ. Nhưng bây giờ xin thưa các bạn là một tuần lễ thì chúng ta bắt đầu bứt cái hoa cải đó đi bán được rồi. Và chúng ta nhìn thấy cái rau cải ấy, nếu như ấy mà nó nhẫn nhụi quá thì chúng ta bảo cái này chắc là phun thuốc cho nên sâu nó không cắn. Thế thì bà con nông dân chúng ta có một cái sáng kiến là lấy cái đũa chọc vào cái bắp cải đó cho nó có lỗ ra, và người tiêu dùng thì nghĩ rằng đấy là con sâu nó cắn, vì con sâu nó cắn thì cái sản phẩm đó không có thuốc. Vì vậy đây là một cái mà chúng ta vẫn thường dùng đúng không ạ? Và đây là những cái quả mà chúng ta nhìn đây, người ta tiêm những cái thuốc vào để bảo quản, có thể bình thường thì 3-4 ngày không để vào tủ lạnh cái quả này sẽ bị uổng, bị thối, nhưng mà bây giờ chúng ta để nửa tháng có thằng, có khi để hàng tháng không thối rồi.
Vậy thì nhà nước chúng ta tại sao thấy bẩn như thế mà lại vẫn sản xuất những cái sản phẩm, đặc biệt là những cái khu ấy, những cái công nghệ của ngành nông nghiệp ấy, thì vẫn cho phép như thế. Nhưng mà nhân dân chúng ta thì không có một cái ý thức đó là bỏ qua cái chế tài mà quy định ở trong luật, là những cái luật an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó là chúng ta vẫn được tưới, vẫn được tưới những cái rau đó bằng những cái thuốc kích thích tăng trưởng. Nhưng mà chỉ một tuần sau trước khi hái đi bán hay là đi ăn thì chúng ta phải ngừng tưới lại, và chúng ta tưới bằng nước lá để cho nó giải hết độc và tố ở cái lá cây cũng như ở các thân của cái cây đó. Thì chúng ta ăn vào chắc chắn cũng có ảnh hưởng, nhưng không ảnh hưởng mấy. Tuy nhiên một yếu tố rất quan trọng nữa mà chúng ta không biết, đó là các nhà khoa học tổng kết từ khi chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975, chứ chưa nói đến là biên giới với lại phía Bắc là năm 1979 với Trung Quốc đâu. Đó là nhân dân của chúng ta giải xuống đồng ruộng của Việt Nam số chất độc hóa học bằng 5 quả bom nguyên tử mà Mỹ giải xuống Hiroshima. Những cái chất độc này nó hút từ rễ cây lên và nó làm cho chúng ta sinh ra rất nhiều bệnh. Muốn hay không muốn, bữa cơm mà chúng ta không có rau ăn chắc chắn là chúng ta rất khổ, đúng không ạ? Thịt thì không ăn nổi rồi, rất là khó. Nhưng bắt canh với cái rau là chúng ta rất dễ. Thì đây ấy, là một cái vấn nạn. Trong sau đây thì rất sạch đây, các quý vị ạ. Nhưng mà không ngờ rằng ở trong này có rất nhiều những cái độc tố nằm ở trong này. Đó là thuốc kích thích tăng trưởng. Đó là nguyên nhân thứ hai. Nguyên nhân thứ ba, đó là tăng trọng của động vật. Bây giờ chúng ta biết rằng tất cả các loại động vật của chúng ta, từ thịt, cá, gà đến hải sản, chúng ta đều bị tiêm nhiễm những cái chất độc. Chúng ta nhìn ở cái hình bên trái, bên phải đây, con tôm bé như thế thôi nhưng họ vẫn tiêm cái độc tố vào. Thịt của chúng ta dù là trông nó tránh bạch ra nhưng họ tiêm cái độc tố vào thì sẽ là hồng hào như thế này. Hai miếng thịt hai bên khác nhau, đúng không ạ? Và đi mua thì chắc chắn các bạn sẽ mua cái miếng thịt hồng hào này chứ không mua cái miếng thịt trắng bẩn này. Đấy là cái đương nhiên. Và con gà này nếu nó tránh bật ra thì chúng ta tiêm vào nó sẽ hồng hào và nó sẽ có màu vàng rất là đẹp, trông béo và nở nang, nây rất là tuyệt vời, nhìn đã muốn ăn rồi. Xin thưa các vị, nếu gia đình nào các quý vị có một cái máy ozone thì các quý vị thử hộ cho tôi như thế này, thì các vị sẽ biết rằng cái máy ozone nó có ích lợi đối với chúng ta như nào. Máy ozone bán là cường điện máy rất là nhiều, rẻ thì 500, còn đắt thì 2-3 triệu. Nhưng mà chúng ta tiền nào phải ấy, đúng không? Nhưng mà nếu không có thì cứ 500 cũng được thôi. Chúng ta sẽ mua một lạng thịt về, mặc dù chúng ta ra chợ thì cái bà bán thịt ấy, bà nói: bác ơi, cái thịt này nhà tôi nuôi bằng hoàn toàn bằng các bạc, cá ngô với lại bã đậu thôi, cho nên không có độc tố đâu. Các bác cứ tìm mình cái miếng thịt đó, về một miếng thịt đó một lạng, các bác cắt đôi ra, một nửa cho vào cái máy ozone là cái chậu đấy ạ. Vâng, bây giờ chúng ta cho vào cái chậu và chúng ta sẽ thử xem cái máy ozone đó nó sẽ đùn ra cái gì. Và đương nhiên sau 5 phút thì nó sẽ đùn ra một tảng giống như bong bóng xà phòng. Và chúng ta lấy cái đũa sắt hay là cái nan hoa xe đạp, chúng ta gảy cái bọt đó, chúng ta hơ vào ngọn lửa, đèn dầu, ngọn nến hay là cái bếp than chẳng hạn, thì các quý vị không ngửi thấy cái mùi thơm của nó. Nếu mỡ thì nó thơm và nó bốc hơi hết, nhưng mà đằng này nó bám chặt vào cái que đó và nó khét, giống như cái đế dép cao su mà chúng ta đốt. Tôi cá với các quý vị, không ai nói rằng: con ơi cháu ơi, mày vớt cái bọt để nấu canh cho ông ăn, cho bố ăn, có ai dám không ạ? Đương nhiên là không dám, đúng không ạ? Bởi vì đấy là độc tố dư thừa mà chính cái máy ozone nó làm sạch cho chúng ta. Vậy thì nếu không có máy ozone thì chúng ta làm một cách nào? Tôi mách một cách đơn giản thôi. Đó là chúng ta vo gạo và chúng ta lấy cái lớp gạo thứ hai đó, lớp gạo đầu tiên chúng ta chỉ tráng qua đi để cho nó khỏi có bụi bặm và độc tố những cái rác rưởi nó bám vào. Và lần thứ hai chúng ta rửa sạch cái chậu đi và chúng ta vo gạo vào đó, chúng ta đựng vào đó, cho một nhúng muối vào và chúng ta khuấy đều lên. Sau đó chúng ta thả miếng thịt và rau vào đó. Thì nếu như máy ozone khử được cái 8-90% thì cái phương pháp này khử cho chúng ta tối thiểu là 50%. Và đương nhiên là nó sẽ không tốt bằng cái máy ozone. Đấy là một cái chúng ta có một cái việc mà chúng ta cần phải làm ngay nếu như chúng ta muốn sống lâu và làm cái chủ cái gia đình của mình, nhìn xã hội ngày một trưởng thành, một vinh quang hơn.
Vậy thì tại sao nhà nước vẫn, một câu hỏi đặt ra là nhà nước vẫn sản xuất đấy là cám con cò đúng không? Con cò, con vượn gì đấy, à, nông dân rất dùng rất là nhiều cám. À, nhưng mà cũng có cái chế tài của nó, nhưng mà chúng ta lại không thích sử dụng cái chế tài đó. Đó là chúng ta phải dừng cho ăn cám tăng trưởng trang trọng trong 21 ngày để tất cả các độc tố ở trong cái thớ thịt đó nó không còn dư thừa nữa. Nhưng mà chúng ta không làm được việc đó, đúng không ạ? Đơn cử là một ông ấy, một ông đi mua lợn đến nhà một cái người mà có con lợn muốn bán. Thế thì ông chủ nhà ấy, là mời ông ấy, người chồng ấy lên bàn uống nước, nói chuyện tâm sự rồi nói đến tình hình ấy, thời sự vân vân, rồi bắt đầu là con lợn. Thế nhưng bà vợ ấy, bà vợ của ông chủ nhà đấy, vào bếp, vào buồng ấy xúc độ 5 cái bơ cám cỡ độ khoảng 4-5 cân tống vào bụng con lợn. Làm thế nào để nó tăng được mấy cân trong thời gian ông chủ nhà đang uống nước ở trên nhà? Đấy là cái mà chúng ta không tự giác. Cho nên đấy, cái độc tố nó nằm ở trong con lợn, đến khi chúng ta chọc tiết, tức nó chảy ra cái chậu, thì vẫn còn độc tố ở trong đó. Rất nguy hiểm. Cho nên đây là một cái yếu tố thứ ba. Đó là ngoài rau rồi, thì lại có là cái thức ăn tăng trưởng trang trọng. Và chúng ta, đây là cái nguồn bệnh lớn, rất lớn cho chúng ta đây, gây cho chúng ta. Một cái thứ tư nữa, nguyên nhân chủ yếu, đó là căng thẳng thần kinh stress. Đối với chúng ta trong một cái xã hội cởi mở này, cái cơ thể thị trường này làm cho tất cả chúng ta chạy công việc như chạy đèn cù, cứ quanh quẩn suốt ngày thôi, có người không ngủ được. Và nó sinh ra stress. Những người thành lập doanh nghiệp vì thua lỗ, vì không có phương pháp kinh doanh, vì không biết kinh doanh, tính toán cẩn thận, thua lỗ, đau đầu, nhiều người nhảy xuống sông tự tử, vỡ nợ, đi vay, rồi trốn nợ, vân vân, đánh nhau loạn xạ lên. Những người cãi nhau về tiền bạc, về con cái, về tình yêu thì cũng rất nhiều ở cái hình này. Hai ông bà này có lẽ là trong năm sau cũng không bao giờ gắn bó được, bởi vì đang há hốc mồm, trợn mắt và chỉ tay vào mặt nhau như thế này thì làm sao cái não của chúng ta hoạt động tốt được. Vì vậy rất nhiều những cái yếu tố nó tác động đến hệ thần kinh của chúng ta. Cái hình đẹp đây, đó là nó rối loạn chuyển hóa của các dây thần kinh. Nó không chỉ huy được một cách cẩn thận, đáng nhẽ nó phải chỉ huy làm cái việc này, nhưng nó bị rối loạn, nó không chỉ huy được, dẫn đến cho chúng ta trầm cảm stress, và từ đó sinh ra rất nhiều bệnh cho chúng ta. Đấy là bốn cái nguyên nhân chủ yếu để chúng ta hình dung ra là chúng ta đang sống ở một cái môi trường mà đầy rẫy bệnh tật. Chưa hết đâu, chúng ta còn vi khuẩn virus nữa. Ở phần sau tôi sẽ nói kỹ về vấn đề này. Vậy thì điểm thứ tư nữa, đó là mất cân đối về dinh dưỡng của chúng ta. Trên màn hình chúng ta sẽ nhìn thấy là cái thác về dinh dưỡng của chúng ta. Tối thiểu chúng ta cũng phải, một người một tháng chúng ta phải sử dụng được. Như vậy đối với lại là những cái thực phẩm ở trên này, các quý vị các bạn có ở cái điện thoại, các chúng ta sẽ cứ đọc đi. Như vậy là muối, ví dụ như muối là ít nhất đấy là chúng ta cũng phải có bao nhiêu gram ở đây ạ? Vâng. Rồi là đường thì chúng ta cũng phải hạn chế ở bao nhiêu đây? Rồi là dầu mỡ ở đây ấy, thì chúng ta tránh hết sức tránh cái động vật ra nhá. Dầu mỡ chúng ta ăn dầu thực vật, nhưng mà các nhà khoa học khuyến cáo rằng chúng ta cũng không nên nhịn hoàn toàn là cái dầu động vật. Ví dụ chúng ta thịt mỡ chẳng hạn thì đấy là cũng là thuộc vào động vật đấy. Như vậy chúng ta vẫn phải ăn những thứ đó, nhưng mà không phải là thường xuyên. Cái số mà những cái dầu mà chúng ta để rán để chiên ấy thì chúng ta nên sử dụng cái dầu bằng thực vật. Rồi là thức ăn thịt và các loại đậu vân vân thì chúng ta cũng phải có một cái lượng đường, ví dụ như 1,5 kg cho đến 2,5 kg một tháng cho một người. Như vậy chúng ta phải bảo đảm như thế. Rồi là hoa quả này thì tùy theo tình hình kinh tế của chúng ta, nhưng chúng ta nên lưu ý hiện nay tôi cam đoan rằng không có một loại hoa quả nào chúng ta không có hóa chất ở bên trong. Chúng ta cứ nghĩ là chuối đúng không, nhưng mà chuối ngày xưa nó chín đấy, ở trên cây ấy nó chín là lốm đốm là Trung Quốc, nó rất là ngon. Nhưng bây giờ ấy, người ta cũng tiêm làm sao để lốm đốm Trung Quốc, có nghĩa là ở quả này thì chúng ta tiêm nhiều hơn, ở quả kia thì thuốc loãng hơn, thì nó cũng sẽ chín không đều.
Chứ đừng nghĩ rằng nó chín đều có nghĩa là phải có thuốc, còn nó chín không đều là không có thuốc, thì cái đó không phải đâu. Cho nên cái thép dinh tháp dinh dưỡng này chúng ta phải tìm hiểu. Tuy nhiên đây không phải là cố định cho từng người, mà ở lứa tuổi khác nhau, từ 16 tuổi cho đến 6 tuổi khác, từ 6 tuổi đến 1 tuổi khác, và từ 16 tuổi cho đến 30 tuổi khác. Và cứ như thế tính cái định lượng của chúng ta khác đi. Làm thế nào chúng ta không phải là ăn no mặc đủ nữa, mà chúng ta phải ăn ngon mặc đẹp. Có nghĩa là ăn thì phải tuyệt vời, đó là không phải là sơn hào hải vị, nhưng mà ngon có nghĩa là đủ dinh dưỡng của chúng ta. Tại sao chúng ta cái tuổi thọ của Việt Nam chúng ta, thưa quý vị, là chỉ có 73 đến 75 thôi, nhưng mà nước Nhật và Hàn Quốc thì cái tuổi thọ, đặc biệt là nước Nhật đấy, là từ 83 cho đến 85 tuổi thọ trung bình của họ. Vì sao như thế? Bởi vì mâm cơm của họ không có thịt, rất ít thịt, toàn những chế biến bằng thảo dược thôi. Nhưng ở trên mâm cơm của họ thì lúc nào cũng có một vài cái sản phẩm, cái lọ sản phẩm người ta gọi là thực phẩm chức năng. Còn chúng ta ở họ ở bên đó, đó là thực phẩm dinh dưỡng. Còn chúng ta gọi là thực phẩm chức năng. Tôi rất tiếc là trong chúng ta đây có một số người lại bài trừ thực phẩm chức năng. Đó một cái sai lầm không thể tha thứ được với sinh mệnh của mình. Vì vậy, những cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe được chế biến từ thảo dược ra làm những cái bổ ích nhất, đó chính là thức ăn của mình được bào chế bằng công nghệ cao. Cho nên tôi mong rằng nghe những chương trình này, nghe những cái thông tin này, thì những người có dị ứng với lại thực phẩm chức năng, dị ứng với những sản phẩm bảo vệ sức khỏe, thì chúng ta hãy thay đổi lại suy nghĩ cho tôi nhờ, được không ạ? Và đấy là năm cái nguyên nhân mà sinh ra bệnh tật. Và tiếp theo thì cái độc tố không tự nhiên trong thức ăn. Chúng ta có hai loại độc tố nha. Độc tố tự nhiên trong thức ăn và độc tố không tự nhiên trong thức ăn. Ở phần này tôi muốn nói là độc tố không tự nhiên. Còn ở phần sau tôi sẽ nói độc tố tự nhiên trong thức ăn. Bây giờ độc tố không tự nhiên trong thức ăn, tức là con người chúng ta tác động vào đó, chúng ta dùng nó để chế biến, bảo quản hay là nuôi trồng thực vật và động vật. Như vậy đầu tiên là cái chất grolin, nó ảnh hưởng rất nhiều đến đường hô hấp của chúng ta. Chúng ta biết là bộ phận hô hấp của chúng ta là cung cấp oxy cho máu. Máu có đỏ được hay không, có tốt được hay không, có nuôi được các tế bào chúng ta tốt không, thì do máu của chúng ta đưa dinh dưỡng có đủ chất không. Và máu đưa được tốt và có đủ dinh dưỡng thì phải nhờ ba thứ, đó là canxi, glucose tức là đường, và đặc biệt đó là oxy. Nếu không có oxy thì máu của chúng ta sẽ trở thành màu thâm. Vì vậy nó ảnh hưởng đến phổi, đó là thở hô hấp của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến 5 triệu cái phế nang của chúng ta, làm cái sự trao đổi oxy và thở hít oxy của chúng ta là không tốt. Thì đấy là đầu tiên cái chất protein. Chất thứ hai là carbon. Đây là cái chất mà chúng ta thường lấy ướp xác. Những cái người mà muốn chờ con cái về khi qua đời thì họ cũng dùng cái chất này tiêm vào cơ thể con người đây, nhưng mà nồng độ của nó cực cao, và cái chất này thì thực là cực độc, của có thể gây tử vong bất cứ lúc nào. Thì chúng ta hay lấy cái sản phẩm này, cái thuốc này để chúng ta bảo quản thức ăn, thịt, cá, các thứ của chúng ta, thì đây là những nhà hàng hay bảo quản nhá. Còn chúng ta không đại gì mà mua về lại mang cái thức này để bảo quản bằng carbon, đúng không ạ? Đó là có sẵn của những người người ta đi bán, có thể không phải là người trực tiếp bán cho ta, nhưng cái người đại lý đó hay là cái nơi sản xuất đó, người ta muốn cái thịt nó tươi, nó còn hồng hầu máu, con cá vạch mang ra thì vẫn còn máu tươi rồng rồng, thì người ta phải tiêm cái hóc môn này để cho nó sống như thật và giống như là nó chưa chết, hoặc là nó mới chết cách đây nửa phút thôi. Vâng, chất thứ ba đó là BHD và BHA. Đó là chất chống oxy hóa, nó dùng lưu trữ thực phẩm của chúng ta, đặc biệt là những thực phẩm đã được chế biến rồi. Các bạn và các cụ và các bà trong phòng chung này nhớ nha, về dặn con cái là chúng ta chú ý về những cái chất này. Thứ tư đó là chất sodium nitrate và sodium natri. Hai chất này nó gây co mạch máu. Đây, chữ này là chữ co nha. Gây co mạch máu, và chúng ta biết là nếu co mạch máu thì cơ thể chúng ta thiếu máu. Thiếu máu có nghĩa là thiếu dưỡng chất, đúng không? Nếu thiếu máu lâu quá thì đột tử, có hai cách đột tử, một là nhồi máu cơ tim, hai là xuất huyết não. Như vậy thì nó không thông thoáng cái mạch của chúng ta,
Ở phần này có những cái bài nói về tim mạch và huyết áp. Tôi sẽ nói cho các vị có thể giật mình lên, và chúng ta chưa bao giờ quan tâm đến cái hệ tuần hoàn của chúng ta. Đó là một cái sai lầm rất nặng nề cho chúng ta. Và đặc biệt nó cơ quan nó tạo máu. Ví dụ như cơ quan tạo máu thì phải ảnh hưởng. Chúng ta biết là cơ quan tạo máu có những cái gì là cơ quan tạo máu ạ? Cơ quan tạo máu đó là thận của chúng ta, là cơ quan sinh hồng cầu. Và đặc biệt tuyến tụy ở trong xương, tuyến tủy ở trong xương, cái tủy ở trong xương đấy ạ, là nó giúp sinh ra hồng cầu cho chúng ta. Thì nó làm cái cơ quan này bị ảnh hưởng, và đặc biệt là hại đến thần kinh của chúng ta. Và đối với thần kinh của con người, xin thưa các vị, tôi nói qua một chút, mở rộng ra. Toàn bộ cơ thể con người là có 100 tỷ tế bào. Nhưng mà riêng ấy, cái tế bào não của chúng ta, tế bào thần kinh của chúng ta ấy, là gồm 14 tỷ tế bào. Trọng lượng của một bộ não con người như tôi đây với các quý, các ông các bà ngồi ở dưới đây là trung bình đấy là 1,5 kg. Và có một đặc biệt là tế bào xương, tế bào da, tế bào máu, tế bào thịt, khi mất đi, đặc biệt là tế bào móng tay, móng chân, tóc, khi mất đi thì nó lại mọc lên bình thường và nó bù trừ vào đấy cho nó đủ. Nhưng tế bào não thì nó không sinh ra lần thứ hai. Mỗi con người sinh ra đến tuổi trưởng thành là 14 tỷ tế bào não, nhưng mỗi ngày nó chết đi 100.000 tế bào và nó không sinh ra lần thứ hai. Vì vậy chúng ta sẽ hay quên, hay bị thần kinh, hay bị đi viện. Như tôi đeo cái kính ở đây, nếu như tế bào não chết nhiều quá, tôi muốn tìm cái kính thì đi khắp nhà không thấy, nhưng chính tôi đang đeo ở trên mắt này. Cầm cái chìa khóa xe máy để đi thăm bạn bè, nhưng đi tìm khắp nhà không thấy, lục hết túi áo túi quần, quát tháo vợ con, khóa của ta ở đâu rồi, nhưng chính là đang quặp vào ngón tay này, chúng ta cũng biết. Thậm chí có những ông bà lẫn đến mức độ ăn cơm rồi, hàng xóm ra hỏi, cụ ơi, cụ đã mời cơm chưa? Ông cụ nói là chưa, các cháu đã đi vắng hết, nhưng mà trong mồm thì còn đang ngập cái tăm. Như vậy nó quên và nó lu lẫn quá rồi, cho nên nó ảnh hưởng đến thần kinh của chúng ta. Vì vậy những cái chất này, đó là cái chất con người chúng ta không mong muốn, nhưng chúng ta vẫn cho vào cơ thể chúng ta. Đặc biệt cái chất thứ 6 này, đó là chất 2,4D, là chất diệt cỏ, và nó dùng để tẩm ướp củ quả của chúng ta. Như tôi vừa nói, quả chuối, quả na, quả hồng xiêm, quả bưởi, tất cả những thứ đó chúng ta ướp và nó sống được, nó tươi được rất là lâu. Và nếu chúng ta hòa loãng đi thì nó giúp cho là bảo quản các quả đó, các hoa quả và các chất đó và nó thấm vào đó. Nhưng nếu như ấy mà cái chất nó hòa nó đậm đặc đấy thì nó sẽ diệt cỏ, nó sẽ tác dụng ngược lại, đó là nó diệt cỏ héo úa đi hoàn toàn và chết cả rễ cả cây. Thì đấy là cái chất này nó có hai tác dụng: nếu pha hòa loãng ít dung dịch thì bảo quản các chất và kích thích các chất để chóng chín và chóng già. Nhưng mà nếu nhiều quá thì là diệt cỏ. Đấy là cái chất này là 2,4D này, nó có tác dụng rất nguy hiểm như thế. Vậy thì đấy là cái độc tố không tự nhiên. Còn cái độc tố tự nhiên thì chút nữa tôi sẽ nói với các quý vị. Vâng, và đây là cái phần thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với các quý vị và các bạn đây. Mời các quý vị các bạn lại theo dõi tiếp cái phần thứ hai tôi muốn chia sẻ với các quý vị. Đó là hệ miễn dịch của chúng ta. Và chúng ta phải cần làm gì để cái hệ miễn dịch này nó có thể được tốt đấy ạ? Vâng. Vâng, xin chào các bạn. Đây ạ. Vâng, đây là độc tố và hệ miễn dịch của chúng ta. Vâng, xin các quý vị chúng ta chú ý đây. Đối với lại độc tố thì nó có rất nhiều trong hoa quả của chúng ta, rau củ quả chúng ta. Nhưng ở đây thời lượng có hạn cho nên tôi chỉ nói mấy loại thôi để chúng ta chú ý. Và những loại này thì chúng ta thường xuyên sử dụng. Còn những thứ ví dụ như này, rau ngót thì có ai sử dụng không ạ? Xin xin lỗi là rau ngón ở trên đồng bào miền núi à? Ăn vào chết luôn, đúng không ạ? Rồi con cá nóc hay là con cóc, nếu chúng ta không chế biến cẩn thận thì chúng ta sẽ tử vong. Đấy là những cái độc tố toàn phần rồi mà chúng ta để ý thì tôi là ít đề cập đến vấn đề này. Nhưng chúng tôi đề cập đến những thứ mà chúng ta hay đang dùng đây.
đó là những cái độc tố mà tự nhiên trong củ quả rau của chúng ta, mà dù muốn hay không muốn thì nó vẫn có lưu ký ở đấy rồi, bản thân nó đã có rồi. Vậy thì tôi cảnh báo một chút thôi để cho chúng ta đề phòng, đó là độc tố đã có sẵn trong những loại rau củ quả và các loại động vật vân vân. Đây là cái gì đấy ạ? Đậu tăm, tức là đậu đũa, không biết ở Việt Nam gọi là gì, nhưng ở đây gọi là đậu đũa, đậu tăm đấy ạ, ở miền Bắc này. Và đây á, là bản thân nó có chứa một số chất enzyme khuyết thiếu. Enzyme bản thân là rất tuyệt vời, bởi vì nó là chất xúc tác đối với cơ thể chúng ta. Nếu không có enzyme thì không có sự sống. Nhưng xin đưa, có chữ thiếu ở đây và chữ khuyết ở đây. Cái quả đậu này nó có chứa chất enzyme khuyết, enzyme thiếu, cho nên tác hại của nó rất lớn, đó là nó gây thiếu máu cho chúng ta, nó gây da vàng, gan to, và đặc biệt nếu ăn nhiều thì nôn mửa và sốt. Đây là những cái sản phẩm mà nó có trong cái quả đậu của chúng ta, đậu đũa đây ạ. Chúng ta nhìn rất ngon đây, nhưng mà thực tế trong đó nó có những cái độc tố và nó là cái thành phần enzyme khuyết và thiếu. Những cái sản phẩm này, đặc biệt là những cái trong cái nước đậu mà chúng ta làm đậu phụ đấy ạ, đậu này đấy ạ, thì cũng có rất nhiều những cái độc tố ở trong đó. Chúng ta nên lưu ý, nếu như mà chúng ta uống không đúng cách, pha không đúng cách, hoặc là không đun sôi lên trước khi cho ta uống, mà chúng ta thích nó mát đấy, mà mua hàng về xong uống luôn đấy, là rất nguy hiểm. Độc tố nó lưu trữ ở trong cái nước đậu của chúng ta rất là lớn đấy ạ. Đặc biệt là cái loại thực phẩm thứ hai mà tôi lưu ý, đó là quả hạnh nhân. Quả hạnh nhân chúng ta rất quý đúng không? Tết thì chúng ta vẫn mua về để mời khách vì nó là rất quý. Nghe tên thì rất là tuyệt vời. Hạnh tức là hạnh phúc, nhân là con người đúng không? Nếu theo chữ Hán đấy ạ, Hán nho đấy ạ. Nó có chứa chất đấy, anmol. Cái chất này ấy, nó gồm ở trong đó, nó lẫn với lại cái chất cyanua. Cái chất cyanua này, nếu như chúng ta ăn 10 cái hạt hạnh nhân này là sẽ ngộ độc ở người lớn và sẽ tử vong ở trẻ con. Cho nên ấy, khi mà ăn cái quả này nó rất nguy hiểm. Nếu chúng ta không biết đấy, tức là làm thế nào để lựa chọn, và đặc biệt là chúng ta đừng có ăn quá nhiều cái hạt này. Hạt này thì nghe nó rất là bổ, nếu chúng ta chế biến thì nó lại khác. Bởi vì chế biến bằng công nghệ cao rồi thì nó tách ra tất cả những cái thứ mà độc tố ra khỏi con người, ra khỏi cái sản phẩm đó thì ra được. Nhưng mà nó không tách ra được nếu chúng ta ăn bình thường thế này. Cho nên ấy, bây giờ phải có công nghệ cao đúng không ạ? Nếu như chè chúng ta uống được có chất tannin đúng không ạ? Nhưng mà được chế biến cẩn thận, một cân chè ở Thái Nguyên chúng ta biết là bán bao nhiêu không ạ? Bán mới đấy, từng container sang Nhật đấy ạ, là chỉ bao nhiêu? 150.000 một kg chè loại một đấy ạ, chè búp đấy ạ, gọi là chè móc câu. Nhưng mà sang Nhật đấy, người ta chế biến, người ta đựng vào một cái túi, lừa hết cái chất độc tố ra, người ta đóng gói đưa vào siêu thị Metro hoặc là các siêu thị ở Việt Nam đeo bán 1,5 triệu một kg gấp 10 lần. Chỉ nhờ công nghệ thôi. Cho nên tất cả những cái thực vật này hoặc là những cái sản phẩm mà chúng ta đang có, đang uống đấy ạ, là nhờ công nghệ cao mà nó đào thải ra. Chứ không phải nếu cái sản phẩm nào mà chế biến là hạt nhân thì chúng ta không được mua. Không phải, lúc đó là nó đã chế biến rồi và nó đào thải tất cả độc tố ra rồi. Và quả anh đào đấy ạ, trông rất đẹp. Các quý vị nhìn thấy cái hạt anh đào đây. Lá và hạt anh đào có chứa chất acid hydro. Và nếu chúng ta cắn cái hạt này nhai và ăn đi cùng với lại cái lá của nó thì rất hại đến sức khỏe và dẫn đến tử vong nếu chúng ta ăn nhiều. Cái quả anh đào nha các vị nhá, những chúng này là những cái quả quý rồi, nhưng mà tại sao có độc tố ở đấy? Nếu nói là cái quả này cho biếu nhau là quý lắm đúng không ạ? Nhưng mà thực ra nó có độc tố, chúng ta cũng phải đề phòng. Rồi con cá đây, tôi nói là con cá đây là con cá nóc đấy ạ. Và cũng là tôi đề cập đến này, là một trong những loại thực phẩm mà chúng ta tuyệt đối không biết chế biến thì không được ăn. Cái cá nóc này nó độc rất kinh khủng. Nếu 1 gram cái chất teratodicin này mà ăn phải ở cái bếp tập thể đấy thì có thể tử vong đến 500 người. Cho nên những cái vụ vừa rồi đấy, chúng ta biết là độc tố ở các nhà máy, các nông trường, thậm chí ở các trường học đấy, chúng ta vẫn nghe thấy là các chị cấp dưỡng ấy là không chú ý đến, là mổ một con cá nóc. Thế là chúng ta dù chế biến rất là tốt rồi nhưng mà chúng ta vẫn có cái độc tố bên trong. Ở cái cá này thì ở Nhật Bản, thưa các quý vị, là nó là đặc sản, nó là một trong đặc sản cao cấp.
Nhưng những người chế biến cái cá này thì phải học và có kinh nghiệm 3 năm trở lên thì mới được hành nghề con cá này. Mặc dù nó là cá độc tố, nhưng với Nhật Bản, đây là cá đặc sản của Nhật Bản. Nhưng người ta không cho phép những người không có nghiệp vụ chế biến con cá này. Ai chế biến là bị chế tài phạt luôn. Nhưng người đó chưa nhận cái bằng, đã có kinh nghiệm 3 năm trong chế biến cá nóc này, thì họ được làm nghề này, cho nên họ phát tài. Đây thì đấy là cái nó độc, nhưng mà nếu giải được cái độc đó bằng cách chúng ta làm thế nào đó để cho nó tốt thì chúng ta vẫn có thể ăn được. Nhưng mà xin thưa các chúng ta chưa có cái ngành nghề để mà chế biến cá lóc, xin bà con chúng ta được ăn ngon mấy bổ mấy chúng ta cũng được ăn. Đấy là một cái mà các nhà khoa học đã khuyến cáo như thế. Vâng, đây là cái quả cà chua xanh và chúng ta thấy rất đẹp đây. Chúng ta thường bất cả quả cà chua xanh để về gì ạ? Nếu như đến vụ chín thì chúng ta chỉ hái quả chín thôi, đúng, quả xanh chúng ta để lại chờ nó chín. Nhưng mà chúng tôi lại muốn trồng đậu hay trồng sắn ra, cho nên chúng tôi phá cái phần cửa chua để đi. Thế là cái quả xanh chúng tôi vẫn về. Chúng tôi làm gì, xào nấu hay là làm cái gì đó thì nó vô cùng độc tố đấy ạ. Nó có chất là solanin nè. Nó cái chất này nó gây ra nôn mửa và các triệu chứng ngộ độc khác nhau rất kinh khủng. Đây là quả cà chua xanh, chúng ta đừng có ăn xanh nha. Phải chín chúng ta mới ăn. Phải nấu, chứ còn xanh là chúng ta không được nấu, không được nấu quả chua xanh này, đừng có tiếc, vẫn đi thôi. Và đặc biệt là khoai tây ở bên cạnh bên phải chúng ta đây cũng là một cái loại mà thực phẩm chúng ta ưa dùng từ trước đến nay. Nhưng xin thưa các quý vị, nếu nó không lên mầm thế này thì ngon rồi, đúng không nào? Xào nấu ninh xương tất cả các thứ chúng ta đều được, nhưng mà nếu nó lên mầm rồi xin các cụ vứt đi cho tôi. Và đặc biệt có những cái quả mà nó xanh một tí, nó trắng một tí đấy, thì chúng ta cũng vứt đi, bởi chính cái chỗ xanh đó là chỗ độc. Chính chỗ xanh đó là độc. Nó chứa chất về solanin và nó khi nó mọc mầm hoặc là củ có màu xanh, nó giúp nó làm cho chúng ta bị cứng lưỡi này, và cái thanh quản chúng ta bị tê liệt. Cứng lưỡi thì đương nhiên là thanh quản tê liệt, đúng không ạ? Không nói được hay là nói ngọt nếu chúng ta ăn quá nhiều cái thứ này. Và nó đau bụng, tiêu chảy và nóng rát dạ dày. Thì những cái quả mà đã lên mầm này, những cái củ lên mầm này thì chúng ta đừng nên ăn. Và chúng ta hễ nó thấy mọc mầm rồi thì chúng ta vứt đi luôn. Vì chính vì vậy cho nên cái quả này, cái củ này ấy, thì không gọi là thức ăn dự trữ lâu ngày được. Chúng ta có thể mua 2-3 cân xong rồi để một số nhà, cứ là tiện đấy là không mua được rau là chúng ta ăn cái này. Nhưng mà xin thưa các vị, nó sẽ độc tố, nó sẽ gây ảnh hưởng ta rất là nhiều. Vì vậy chúng ta nên mua đến đâu ăn đến đấy, và chọn cái củ nào mà nó không có triệu chứng lên mầm thì chúng ta ăn. Thì đấy là những độc tố là không mong muốn của cơ thể con người, mà tự ở trong là thực phẩm của chúng ta có rồi. Vâng, tiếp theo cái trang này thì chúng tôi đã nói rồi. Vậy thì hệ miễn dịch của chúng ta nó gồm cái gì? Vâng, đây bây giờ chúng ta sẽ chống dịch trong cơ thể chúng ta nha. Các quý vị chú ý ở đây. Chúng ta có 4 cái bộ phận này giúp chúng ta chống dịch, chống cái hệ miễn dịch, tức là giúp chúng ta là miễn dịch trong cơ thể chúng ta. Đó là tế bào đặc biệt, thứ hai là protein, thứ ba là mô, và thứ bốn là các cơ quan. Thì cái hệ thống miễn dịch này có khắp trong cơ thể chúng ta như ở hình minh họa đây. Nó lan khắp các cơ thể chúng ta, bất cứ chỗ nào chúng ta cũng hệ thống miễn dịch của chúng ta. Và trong cái video clip này thì chắc chắn là nó không thể diễn giải dài được. Tôi xin cung cấp cho các vị một số thông tin sau đây mà nó không có trên màn hình. Và xin các vị chú ý lắng nghe. Xung quanh chúng ta là lớp vi khuẩn virus bảo vệ, tức là xung quanh chúng ta rất nhiều các lớp vi khuẩn virus của chúng ta. Nó quanh quẩn chúng ta, nó bao vây chúng ta. Và đặc biệt đấy là hơi thở của chúng ta thì luôn luôn lúc nào cũng hít vào những cái không khí, đúng không? Mà trong không khí của chúng ta thì đương nhiên là không sạch rồi, có rất nhiều vi khuẩn virus độc hại chúng ta. Và đặc biệt là tại sao chúng ta lại có thể sống được một cách bình thường? Một cách bình thường, rất nhiều người sống được cách bình thường không bị bệnh, bởi vì cơ thể chúng ta có một cái hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch đó là đầu tiên là da của chúng ta, là cái lớp bảo vệ đầu tiên. Cho nên mỗi con muỗi, con rắn, con gì nó đốt đấy ạ, con bọt nẹt chúng ta đốt đấy ạ, thì lập tức cái da sẽ phồng lên và tím đỏ. Đó là cái cơ quan bảo vệ của chúng ta đã xông ra để tiêu diệt và bảo vệ cái lớp đầu tiên, đó là cái áo ngoài để bọc vệ là cái cơ quan của chúng ta, tức là cái cơ thể của chúng ta. Và cơ thể chúng ta thì 80% là miễn dịch. Vậy thì làm thế nào, đặt vấn đề làm thế nào để miễn dịch? Chúng ta cứ đứng để nhìn
hay là chúng ta không đi nghe chương trình như này để chúng ta không miễn dịch, chúng ta bảo là thôi nâng cao miễn dịch cứ nói là được. Chúng ta phải tìm cái sản phẩm nâng cao được cái hệ miễn dịch của mình để tự miễn dịch, bởi vì cơ thể chúng ta 80% tự miễn dịch, 10% do y học can thiệp và 10% do khoa học can thiệp. 6 người ăn một mâm cỗ nhưng tại sao có 2 người lại ngộ độc? Là vì 2 người đó không tự miễn dịch được, cũng ăn thức ăn đó, cũng ăn miếng giò đó, cũng ăn chất rau đó, nhưng mà về 2 người thì bị nôn mửa, còn 4 người kia bình an vô sự. Vậy thì chứng tỏ 2 người kia cái sự miễn dịch không có. Vậy thì chúng ta nâng cao hệ miễn dịch bằng cái nào? Thì chúng ta phải tìm hiểu, đúng không ạ? Chúng ta uống những cái sản phẩm mà nó giúp cho nâng cao được cái hệ miễn dịch của chúng ta thì chúng ta tự miễn được dịch rất nhiều. Thì thưa các vị như thế. Vì vậy chúng ta đừng có bao giờ bài trừ những cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe nha. Đấy là những cái sản phẩm nâng cao cái hệ miễn dịch chúng ta rất là tốt. Tế bào khỏe thì đương nhiên chống chọi lại được bệnh tật. Đó là một cái điều khẳng định rồi. Và xin thưa quý vị, là miễn dịch thì có hai loại, đó là miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch ấy là thích ứng. Để hai cái hệ miễn dịch này, miễn dịch bẩm sinh đó là tự cơ thể con người, đó là nó là một cái thành phần đầu tiên, nó giúp cho ấy, là chúng ta tăng cường cái sức bảo vệ cơ thể. Ngoài ra đó rồi thì chúng ta có mũi ạ. Mũi thì xin lỗi là các quý vị là có lông mũi đúng không, có chất nhờn là mũi. Rồi á là tai của chúng ta là có cái gì ạ? Có cái dây tai đúng không? Có cái dỉ tai đấy ạ. Để làm gì? Để có vi khuẩn vi trùng ấy dính vào đấy á, là không vào được trong. Nó bảo vệ như thế đúng không ạ? Mũi này, mắt thì nó là cơ chế hóa học. Mắt rồi nước miếng của chúng ta đó là cơ chế học, là rất nhiều chất kháng sinh của chúng ta đấy. Cho nên chúng ta khi ngủ dậy ấy, đừng có đánh răng rửa mặt sớm, mà chúng ta hãy ăn trước, sau đó thì hãy đánh răng. Bởi vì đó là một cái phương pháp tốt nhất là để chúng ta có tăng cường cái hệ miễn dịch của chúng ta. Đó là khi ấy mà chúng ta ngủ ấy thì chúng ta biết rằng là khi mà chúng ta khi buổi tối chúng ta đánh răng không khí chẳng hạn, một người nào đấy không khí mà có một chút thức ăn nào còn dính ở đấy ấy, thì dù là không có tâm để xỉa ra thì sáng mai ấy, chúng ta vẫn thấy là cái miếng đó nó nảy ra ngoài khỏi cái răng của chúng ta, cái răng của chúng ta. Như vậy chứng tỏ là cái hệ miễn dịch nó đẩy ra, nó tự đẩy ra. Cho nên ấy, cái nước bọt của chúng ta, nước miếng của chúng ta rất nhiều các hệ miễn dịch ở trong đó, giúp cho chúng ta làm đỡ sưng tấy. Ví dụ như là đang đêm ngủ dậy mà thấy một mũi lốt, chúng ta thấm tí nước bọt chúng ta sao đấy là đỡ. Đấy là cái cách mà chúng ta đấy tự là hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ sinh ra như thế. Vâng, xin thưa các vị, như vậy á, là hệ miễn dịch của chúng ta đó là hệ miễn dịch đấy là bẩm sinh nhá. Và nếu vô tình mà chúng ta bị cắt một cái chảy xước cái da, hay là một cái chỗ nào bị xuất xíu ở trong cơ thể, thì hàng triệu con vi trùng sẽ xông vào chỗ đó, bởi vì cái lớp da bảo vệ chúng ta đã mất rồi. Cho nên đấy là vi trùng vi khuẩn nó chui vào đó, nó tự chui vào đó để nó hủy hoại cái tế bào của chúng ta. Nếu là vi khuẩn thì chúng sẽ ăn tế bào và sinh ra sinh sôi nổi nở rất là lớn, nó sẽ sưng lên mủ, đó là nó ăn các tế bào để sinh ra. Và nếu là virus thì là chúng ấy là nó sẽ là không sinh ra nảy nở ra, nhưng mà chúng lại là di chuyển, tức là chúng ấy là xâm nhập bằng cách giải mã, di chuyển mã, biến đổi gen để làm cho các tế bào khỏe của chúng ta trở thành tế bào yếu, tế bào oxy hóa là tế bào ấy là bị gốc do. Cho nên ấy, vi khuẩn khác nhá, virus khác nhá, vi khuẩn nó thâm nhập vào ấy cơ thể chúng ta và nó sinh sôi để nở, vì nó ăn tế bào tốt của chúng ta, nó sinh sôi để nở ra và nó bùng nổ lên. Virus đấy, như bây giờ COVID-19 đấy, thì nó vào chúng ta và nó biến đổi gen của chúng ta, nó từ cái tế bào lành ở trong cơ thể chúng ta trở thành ký tế bào hư. Mà trong cơ thể chúng ta thì rất nhiều các loại tế bào khác nhau đúng không? Mỗi bộ phận có một cái tế bào loại khác nhau. Tế bào xương, tế bào da, tế bào phổi, tế bào gan, tế bào tim. Và bây giờ COVID-19 là tế bào phổi. Đó là nó xâm nhập vào phổi chúng ta, nó làm hại cơ quan hô hấp của chúng ta. Thì đấy là một cái mà chúng ta phải nên nhớ. Vậy thì khi ấy mà chúng ta bị rồi thì có một cái đội quân bạch cầu xuất hiện và nó nuốt các tế bào. Vâng, đội quân bạch cầu là như thế nào đây ạ? Chúng ta sẽ nhìn đây ạ. Vâng, tế bào bạch cầu trong hệ miễn dịch của chúng ta. Vâng, xin thưa các vị, nó rất phức tạp đấy ạ. Và hồng cầu đi đến đâu thì bạch cầu đi đến đó. Nó có nhiệm vụ ấy giữ vai trò rất quan trọng trong hệ miễn dịch của chúng ta. Bạch cầu nó săn lùng, nó tiêu diệt những vi khuẩn, những tác nhân
phá hoại các cấu trúc của tế bào và đặc biệt là tế bào hồng cầu. Như vậy á, những người bị máu trắng, những người bị máu không tốt, nó sẽ đó là rất nhiều những cái vi khuẩn virus ở trong đó, nó làm cái máu của chúng ta biến đổi gen và nó sẽ sinh ra cái bệnh về máu. Chúng ta đến cái bệnh viện huyết học ở Trung ương thì chúng ta biết là có trăm thứ bệnh khác nhau, rất nguy hiểm các quý vị nha. Vậy thì khi mà đội quân này xuất hiện thì nó nuốt các tế bào, đây ạ, các quý vị nhìn đây ạ, nó sẽ tìm các tế bào độc hại làm hư hại cái hồng cầu và các tế bào khác để nó tiêu diệt luôn, nó nuốt luôn. Nếu hình ảnh thì nó sẽ trông thấy nó nuốt luôn. Và đội quân đầu tiên thì được gọi là đại thực bào, gọi là macrophage. Vâng, đây là tiếng Anh gọi là macrophage, tiếng khoa học đấy ạ. Đại thực bào này thì nó kích hoạt cho mạch máu giãn ra khi cái hồng cầu này vào, tức là khi mà cái đại thực bào này vào thì nó kích hoạt cho cái mạch máu giãn ra, và nước ở ngoài cơ thể chúng ta, chúng ta biết là nước ở cơ thể chúng ta là 70% đấy ạ, nó tràn vào trong mạch máu, nó làm loãng mạch máu ra và nó bao vây, nó tiêu diệt, nó tìm cách để nó tiêu diệt là những cái tế bào hư này, những cái virus hư này, vi khuẩn hư này. Mà nếu kẻ thù đông quá, vâng, nếu kẻ thù đông quá thì đại thực bào nó sẽ gọi quân cứu viện. Và nó có bốn lớp các quý vị nha, các quý vị nhớ này, nó không đơn giản đâu. Đây tôi nói dài cho các vị hiểu một chút là để chúng ta phải nâng cao hệ miễn dịch của ta như thế nào. Bằng cách là giải phóng các phân tử histamine sulfate 2 thông báo tình hình khẩn cấp về các cấp cao hơn, tức là nếu nhờ cấp huyện không trị được thì phải thông báo lên cấp tỉnh. Đại thực bào là cấp huyện, bây giờ nó phải thu thập thông tin và nó báo lên cấp tỉnh, và thần kinh trung ương lập tức điều quân đến là chi viện. Đó là điều đặc nhiệm đến đấy ạ, phải tiêu diệt bằng điều đó. Đó là nó đội quân mạnh, tức là gọi là các tế bào, một cái đội quân mạnh là gọi là tế bào bạch cầu hạ trung tính, có tên khoa học về là Notin cell. Đây là một cái đội quân mạnh nhất, cái đội quân này ở cái bạch cầu này là đội quân mạnh nhất. Nhưng mà cái đội quân mạnh nhất này nó có khi là đó là nó mạnh quá cho nó có khi nó để tiêu diệt cả cái tế bào này. Đấy, không những tiêu diệt tế bào ác mà nó lại tìm, nó lại có khi nó nhầm, nó diệt nhầm. Ví dụ ngày xưa chúng ta chiến đấu có khi là bắn nhầm máy bay đấy, có khi là nhầm đấy, này thành địch, thành ta là thành địch, cho nên nó tiêu diệt cả cái này. Nhưng mà cái số đó cũng không phải là nhiều, nó nhầm cũng không là nhiều, nó vẫn giữ được cho chúng ta là cái cân bằng. Nếu vật lạ vẫn tồn tại ở trong các tế bào của chúng ta xâm nhập đây ạ, nó vẫn còn mạnh nhá, thì tế bào Notin hay còn gọi là tế bào đội quân sát thủ đã xuất hiện. Chúng có khả năng nhận biết các tế bào nào bị nhiễm bệnh và tiêu diệt luôn, tức là lúc đấy là hướng đích. Nếu chúng ta có một cái sản phẩm mà hướng đích đây, tức là uống vào mà chúng ta biết rằng ấy là chỗ nào bị sửa chữa lại tế bào, chỗ nào bị hư hại tế bào, thì cái đội quân này nó sẽ xông đến và nó tiêu diệt cái tế bào hư và nó phục hồi cái tế bào này. Đa số các sản phẩm của chúng ta là có những cái tác dụng đó là nó đi tìm những cái chỗ tế bào hư, bởi vì nó bằng công nghệ cao. Mà tất cả sản phẩm thực phẩm chức năng, đặc biệt là những sản phẩm của nước ngoài đấy, đều có cái chế biến bằng công nghệ cao, đó là công nghệ nano, công nghệ đột phá sinh học, công nghệ lượng tử, rồi là công nghệ enzyme, vâng, và rất nhiều các công nghệ tiên tiến đó, đặc biệt là công nghệ tối giác. Đấy, thì những công nghệ đó nó quá nhỏ và nó thẩm thấu vào đấy tế bào. Thì tôi cũng chưa biết là công ty ta đang dùng cái sản phẩm gì, nhưng mà chắc chắn ở cái công nghệ cao thì chắc chắn là sẽ giúp cho chúng ta thâm nhập vào cùng hỗ trợ với cái hỗ trợ các tế bào lành của chúng ta, cái bạch cầu của chúng ta, giúp cho máu của chúng tốt để chống lại các bệnh tật của cơ thể con người. Thì đây là một cái rất là tuyệt vời mà chúng ta cần phải lưu ý. Vâng, và đến là cái đội quân cuối cùng là tế bào gai gọi là tế bào tua gai, thì nó có tên là dendritic tích xeo, cái tên khoa học của nó đấy ạ. Đây là cái tế bào có nhiệm vụ là thu thập các thông tin để đưa vào trung tâm của hệ bạch huyết, đây là bạch cầu đấy ạ, đưa vào trung tâm này để phân tích và lập kế hoạch cho chiến đấu về sau nữa. Khi mà nó mà tiêu diệt mà ở cái mức độ tốt rồi thì nó dùng một cái đội quân
xông ra trận và nó để lại một ít để thu thập thông tin, quân lại để thu thập thông tin và nó báo thông tin về cái hệ bạch cầu này. Bạch cầu cầu này sẵn sàng ấy, chuẩn bị vũ khí để chiến đấu các trận sau. Đó là những cái đợt sốt tiếp theo hay là hệ miễn dịch tiếp theo mà chúng ta cần phải thanh trừ. Thì đây á, tôi nói kỹ một cái hệ tế bào nó giúp cho chúng ta là thanh trừ độc tố và giúp cho chúng ta cái hệ miễn dịch của ta nâng cao rất là tốt. Thì đây là chủ yếu vì người ta tính là 80% là hệ miễn dịch nằm ở trong gì ạ? Ở trong hệ tiêu hóa, tức là bệnh từ miệng mà vào là 80%. Thế nhưng quan trọng nhất thì lại là ở tế bào máu. Mặc dù ấy không phải là 80%, nhưng nó lại là quan trọng nhất để giúp cho cái tế bào hư vi khuẩn nó không thâm nhập vào các tế bào để nó biến đổi đen. Virus là biến đổi đen, còn tế bào thì nó sinh sôi nảy nở. Như vậy là các vi khuẩn sinh sôi nảy nở, còn virus thì nó là biến đổi đen, nó hại cho chúng ta. Vì vậy tôi nhấn mạnh cái tế bào bạch cầu này đó là giúp cho chúng ta nâng cao hệ miễn dịch. Vì vậy có rất nhiều người đi bệnh viện đấy, máu hồng cầu thì thừa nhưng mà bạch cầu không có. Cứ hôm nay là truyền bạch cầu vào thì mai lại hết. Bởi vì bạch cầu nó không tương thích được với lại cơ thể chúng ta, cho nên nó tiêu hao đi và nó không giúp cho bạch cho hồng cầu là thanh trừ các độc tố ở trong cơ thể, đặc biệt là trong máu. Cho nên đây cái bệnh rất là nguy hiểm, gọi là cái bệnh là thiếu bạch cầu. Tiếp theo thì đây là cơ quan miễn dịch của tiêu hóa của chúng ta. Như tôi nói vừa xong đấy là 80% ấy, cơ chế miễn dịch thì liên quan đến hệ tiêu hóa của chúng ta. Và 80% bệnh từ miệng mà vào, đây không phải là chúng ta bịa ra, mà đây các cái nhà khoa học, xin lỗi, các cái nhà đông y học thời xưa cho đến các nhà khoa học bây giờ đều khẳng định là 80% bệnh từ miệng mà vào. Như những cái nguyên nhân mà tôi nêu ở những cái tờ ban đầu đấy, cái trang ban đầu đấy, thì chúng ta rõ ràng ấy là bệnh từ miệng mà vào, đúng không? Còn chúng ta ngã có phải bệnh không? Đó là ngã ở gãy xương, đúng không? Chúng ta xô xe đó là bị tai nạn chứ không phải là bệnh, đúng không? Thế thì bệnh ấy, đa số là chúng ta ăn, và ăn ấy thì nó không thanh trừ được cái độc tố. Mà độc tố tôi nhắc lại là có hai loại, đó là độc tố bẩm sinh, độc tố tức là tự của các cây lá hoa quả chúng ta ăn mà bản thân nó có, mà thứ hai là độc tố mà chúng ta sử dụng để chúng ta dùng để ướp hay là nâng cao sản lượng sản phẩm đấy. Thì đây là những cái rất là quan trọng đối với cơ thể chúng ta. Vậy thì cái phương pháp của chúng ta như thế nào? Xin thưa các vị, đầu tiên nếu như chúng ta có tiền, có khả năng thì đầu tiên là chúng ta phải uống những sản phẩm bảo vệ sức khỏe mà đang bán rất nhiều ở các hiệu thuốc cũng như ở các công ty đang hiện nay đang bán. Xin thưa các quý vị, 10 năm trước kia nếu chúng ta muốn mua thực phẩm chức năng mà chúng ta vào hiệu thuốc hỏi ấy, thì cái cô bán thuốc phải nhìn xem có công an, nhìn bên đây xem là có quản lý thị trường không, cúi xuống cầm bàn lục ra được cái một cái hộp thuốc chả nhãn mác gì, thế là đưa chúng ta xem dấu nhiễm điểm. Nhưng bây giờ xin thưa quý vị là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng tảo dược nó lên môi rồi, trong một cái hộp thuốc là quá một nửa là sản phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm thức năng chức năng. Nhân đây tôi kể một câu chuyện thế này, ở các nước tiên tiến hãn hiếu người ta phải dùng là thuốc tây. Thuốc tây chỉ dùng cho gì ạ? Cấp cứu và cấp tính. Cấp cứu là thế nào? Hai người xô xe nhau ở ngoài đường mà lại đưa cho uống thực phẩm chức năng với lại thuốc đông y thì làm sao nó khỏi được, đúng không? Phải đưa ngay vào bệnh viện, phải tiêm hồi sức, đúng không? Phục hồi cơ thể để cho nó khỏe mạnh cầm máu. Thì đấy là phải thuốc tây, thì đấy là cấp cứu. Còn cấp tính là thế nào? Cả đời tôi không bao giờ đau bụng, nhưng mà tự dưng hôm nay tôi đang giảng bài cái đau lăn ra, thì đấy là cấp tính. Còn cái người nào cũng ngày nào cũng đau bụng thì gọi là gì? Mãn tính rồi. Mỗi lúc nào cũng xịt ra có một cái khăn thế này thì làm sao gọi là cấp tính được? Làm sao mà gọi là uống thuốc tây mà nó khỏi được? Đấy là mãn tính rồi. Mãn tính thì phải thử thuốc đông y. Mà đông y là cấp thấp, còn thực phẩm chức năng là chế biến bằng công nghệ cao, nó là cấp cao rồi. Cho nên chúng ta uống một cái thang thuốc bắc mà chúng ta sắc ngày xưa đấy, hoặc là uống một viên thuốc tây thôi, thì mùa hè chúng ta ngồi bên cạnh người khác hay là chúng ta thở hơi ra thì chúng ta thấy cái mùi thuốc đó ra. Nhưng mà tôi cam đoan với quý vị là tôi uống 15 năm nay thực phẩm chức năng không ai biết là tôi đang uống, bởi vì nó tiếp thu vào cơ thể 80%, nó đào thải ra 20%. Còn thuốc đông y
mà chúng ta hầm hãm xác đấy ạ, hoàn tán đấy ạ, và thuốc tây ấy thì nó đào thải ra quá nhiều, và thuốc tây đương nhiên nó có độc tố cho nên nó phải đào thải ra. Vậy thì ở bên nước ngoài ấy, các nước tiên tiến ấy, một người bệnh nhân mà uống một viên thuốc cảm đấy nha, một viên thuốc cảm ti thế này thôi nha, ba người ấy châu đầu vào hội chẩn, ký biên bản đóng dấu đỏ vào, thế mà bệnh nhân đó có vấn đề gì thì ba ông bác sĩ này bị xử lý hình sự. Nhưng mà chúng ta không, đúng không? Hiệu thuốc ở ngoài đường kia chẳng có nghiệp vụ gì hết, ra như vậy là bà chủ bán thuốc có dược sĩ thì đi vắng rồi, đi ăn cưới đi ăn cỗ rồi, còn đứa con đã học lớp 7, lớp 8, thế là lục ở cái chỗ đó, mẹ hay lục ở đấy, thế là giúp cho chúng ta một nắm thuốc, không biết đấy giá cả bao nhiêu, không biết đấy xuất xứ từ đâu, không biết đấy là công năng tác dụng của nó, liều lượng ra sao, vã vào mồm uống. Gọi là chúng ta nói một cái câu đơn giản là điếc không chịu súng. Cho nên hủy hoại cơ thể chúng ta, cho nên tại sao chiều cao của chúng ta kém như thế, sức khỏe của chúng ta kém như thế, là vì chúng ta quá lạm dụng vào thuốc tây. Xin con các bà nha, nói như thế này không phải là thuốc tây không quan trọng, quá quan trọng. Nếu thuốc tây không có quan tâm, thuốc tây thì chết nhiều lắm, chết nhiều lắm, cấp cứu không có thuốc tây thì nguy hiểm lắm. Thế còn cái thuốc đó, cái bệnh nó đã mãn tính rồi, các bà cứ tống thuốc tây vào ấy để làm gì ạ? Nó phá hủy cái cơ cấu, cái tế bào của chúng ta. Đa số các loại thuốc tây là có độc tố, đúng không? Mà một viên thuốc tây nó nằm ở trong gan ấy, nó nằm ở trong trong gan của chúng ta, 3 tháng sau, 6 tháng sau nó mới đào thải hết cái độc tố của cái thuốc tây đó. Mà ngày nào chúng ta uống thì làm thế nào được? Cho nên ấy, tại sao tôi năm nay 76 tuổi mà tôi không uống đâu, 15 năm nay rồi. Vâng, da thì vẫn đỏ hồng hào, đúng không? Đi xe đạp ấy, về đi xe máy 150 cây số không nghỉ, vẫn cứ bình thường, tốc độ vẫn trung bình ấy. Nếu không có cấm hãng thì là 6-70 cây số ở đường cao tốc, phải như thế mới được, đúng không? Tôi nói cả ngày, hôm nay là đây là đợt thứ ba, đây là đợt thứ ba là chương trình của tôi nói đây. Tôi có ho không, tôi có bị súc miệng không, tôi có phải là sao không, không, đúng không? Đấy là tôi mua thuốc tây, cho nên các quý vị nên tìm hiểu nhá, tìm hiểu rất kỹ. Đấy là cái đầu tiên mà quan trọng nhất. Thứ hai là buổi sáng thì chúng ta uống một cốc nước lọc, cốc nước lọc nha, đun sôi để nguội. Uống để làm gì? Thứ nhất đấy, nó sạch cái đường ruột của chúng ta. Hai nữa, uống và nó súc miệng tất cả đây ấy, trong cái nước bọt của chúng ta, đó là kháng sinh, đó là kháng sinh tự nhiên của chúng ta để tự chúng ta làm cho chúng ta miễn dịch được. Đấy là thứ hai. Thứ ba là khử độc tố trong thực phẩm. Khi chúng ta chế biến, đây là cái máy ozone này, các vị nãy tôi nói đây, cái hình của nó đây, máy ozone này chúng ta đọc đây. Và cái bài thuốc tức là chúng ta khử độc tố ở trong cái thực phẩm của chúng ta thì có rất nhiều, ví dụ như là kiềm, bây giờ cái nước kiềm đây ạ, nước kiềm là cân bằng oxy đấy, trên 7 là chúng ta là gọi là nước kiềm, thì chúng ta nhúng vào thức ăn, xịt vào thức ăn thì cũng khử độc được, nó làm cái cân bằng cái nền kiềm. Đó là những cái thuốc mà chúng ta dùng để khử độc đi. Đặc biệt là bảo vệ cái hệ tuần hoàn của chúng ta, tức là hệ máu của chúng ta đấy ạ, là chúng ta phải bảo vệ là hệ tuần hoàn tim mạch của chúng ta. Làm thế nào tốt nhất? Bởi vì tim mạch của chúng ta nó rất quan trọng đến cơ thể chúng ta. Cơ thể chúng ta có rất nhiều bộ phận nào cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất đó là tim mạch, hệ tim mạch. Bởi vì tim mạch không phải là chúng ta sinh ra bắt đầu nó mới làm việc, mà nó làm việc từ lúc bào thai, thai nhi nó đã có rồi, mà chúng ta chưa bao giờ bảo dưỡng nó, thì bây giờ chúng ta phải chú ý, những cái sản phẩm nào mà có chất bảo vệ là hệ tim mạch rất áp của chúng ta, chúng ta nên dùng. Và đặc biệt là dân gian thì chúng ta xông hơi và tắm, đây là cái nhảy ở dưới đây ạ, đó là chúng ta xông hơi chúng ta bị kín vào, chứ không để hở thế này, đấy để hở thế này là để chụp ảnh thôi, để làm màu thôi, nhưng mà phải bịt kín để cho hơi nó xông lên, mũi nó toát ra, lỗ chân lông nó mở ra và độc tố nó trườn ra ngoài. Cơ quan đào thải chúng ta thì gồm có này, đào thải nhá, gồm có gan này, thận này, mồ hôi, nước bọt, hơi thở, đại tiểu tiện, đấy là cơ quan đào thải của chúng ta. Thế thì mồ hôi nhá, mồ hôi chúng ta đó là cái mà chúng ta xông thì chúng ta cũng cần phải làm. Rồi á là tẩy chết da, cái phương pháp này thì chúng ta phải đến là cái cơ sở để tẩy chết da, và hết hạn chế dùng đường và động vật. Đấy là những cái mà chúng ta cần phải bảo vệ, làm thế nào để cho cơ thể chúng ta khỏe được. Vâng, xin thưa các quý vị và các bạn, nếu nói thì tôi có thể nói là mất hết thời gian của quý vị và không còn thời gian nữa, cho nên tôi chỉ đăng ký có một tiếng thôi. Hy vọng rằng ấy là tất cả chúng ta sẽ có một cái năng lượng tốt nhất, và nếu muốn có năng lượng thì chúng ta phải làm gì? Đó là chúng ta phải tập thể dục.
Vâng, uống này ăn này đầy đủ, nhưng mà chúng ta nằm một chỗ ấy, thì các cơ của chúng ta sẽ ảnh hưởng. Đặc biệt là giảm béo thì chúng ta phải kết hợp hai thứ, một là vận động, hai là uống thực phẩm chức năng có tính chất giảm béo của chúng ta. Làm thế nào mỡ nó biến thành cơ? Mỡ biến thành cơ, nếu mà chúng ta giơ tay thế này mà động vào cái khuỷu tay này á, cái bắp thịt nó cứ dấy đành đạch ấy, thì cái người đó là đang có nhiều mỡ quá. Cái bụng thì xẹ xuống, thắt cái dây xanh tia thì nó xẹ xuống đến dưới rốn. Như vậy á, là người đó không khỏe. Bệnh ra nó hại đến rất nhiều thứ. Một đấy là bệnh tật sinh ra, hai là cái khung xương của chúng ta bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cho nên chúng ta phải luyện tập nhá, cho cơ thể chúng ta có một cái cường tráng. Thứ nữa là chúng ta phải ngủ đúng giờ. Đây ạ, chúng ta thấy cái đồng hồ đây ạ, 10 giờ tối chúng ta ngủ. Bởi vì các nhà khoa học nghiên cứu rồi, nếu chúng ta ngủ ban ngày thì không tốt và ngủ ban đêm. Bởi vì cái cơ học của cơ thể nó thích ứng với lại cái sinh khí của vũ trụ, đúng không ạ? Khi mặt trời không chiếu vào nữa, các tia bức xạ không chiếu vào nữa, thì đấy là chúng ta chìm vào giấc ngủ. Đó là buổi đêm chúng ta phải ngủ đúng giờ, chúng ta dậy đúng giờ, ngủ đúng giờ. Nếu như trẻ em dưới 16 tuổi thì có thể ngủ cho 8 cho đến 12 tiếng. Thế còn những người trung bình thì người 8 cho đến 10 tiếng. Còn những người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, chúng ta tối thiểu phải bảo đảm ngủ được 6 tiếng, 5 cho đến 6 tiếng. Chúng ta bảo đảm được dễ. Cho nên đừng có thức khuya, xem phim cổ trang là coi như hết tập này đến tập khác. Và cứ nói là có vấn đề gì thì xem vào tập sau. Thế là chúng ta lại mở tiếp tập sau, không có đi ngủ nữa. Và đặc biệt là chúng ta phải quản lý cái thức ăn của chúng ta an toàn. Đấy, cái lúc đây. Thì đây là những cái biện pháp mà tôi muốn truyền tải đến các vị trong buổi hôm nay một tiếng đồng hồ. Tuy là nó không dài, nhưng nếu như sau này tôi nói từng chi tiết một vấn đề từ xương khớp, tiểu đường, gút này, huyết áp này, mỗi một cái chương trình đó là phải một tiếng hoặc là hơn nữa, để cho các vị có hình dung ra, các vị sẽ đề phòng được và làm thế nào chúng ta sống khỏe, sống vui, sống có ích. Vâng, chưa các bạn. Và một câu quan trọng nhất của Tổ chức Y tế mà tôi gửi đến các bạn thế này: sức khỏe người ta định nghĩa ở trong thế kỷ này không phải là không ốm và không thương tật thì mình có sức khỏe, không phải đâu ạ. Sức khỏe phải gồm ba yếu tố, đó là khỏe về thể chất, đó là tôi vừa nói, đó là khỏe về thể chất nha, về con người nha, khỏe về tư tưởng, khỏe về tư tưởng, khỏe về thần kinh, khỏe về nhận thức, và thứ ba là khỏe về xã hội, đó là chúng ta phải hòa nhập. Bạn mời chúng ta đi ấy, tìm hiểu về sức khỏe thì lắc đầu, hôm nay có phim hay, không đi đâu, hôm nay có đá bóng, không đi. Chúng ta không hòa nhập vào xã hội thì chúng ta không phải là khỏe. Cho nên khỏe phải ba yếu tố, khỏe về thể chất, khỏe về tinh thần và khỏe về xã hội thì mới được Tổ chức Y tế công nhận là khỏe. Thì thưa các bạn nhá, vậy thì đây tôi chia sẻ các quý vị, đây là cái khỏe về thể chất. Về thể chất, không ốm đau bệnh tật, đó là khỏe thể chất. Còn sinh hoạt đoàn đội, sinh hoạt các đoàn thể, đi nghe hội thảo hay không thì tự các quý vị thôi. Đúng không ạ? Tư duy các quý vị ấy, là tự các quý vị nghĩ thôi, chứ không ai giúp được đâu. Vâng, chúng tôi chỉ giúp quý vị là sức khỏe thôi. Vâng, xin thưa tất cả quý vị, rất cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý lắng nghe cái buổi chia sẻ của tôi với sức khỏe cộng đồng, với cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Trung tâm Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng đến với các vị trong công ty ngày hôm nay. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn làm chương trình đã cho tôi giao lưu với cộng đồng của công ty chúng ta. Vâng, xin chào tạm biệt và cảm ơn. Vâng ạ, xin cảm ơn phần chia sẻ hết sức đặc biệt của bác Bàn.